Các tham luận tại hội thảo cho thấy, kinh tế xã hội Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021 tiếp đà những kết quả quan trọng đạt được của năm 2020. Tuy nhiên, làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư tiếp tục tác động và đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý, điều hành để đạt được mục tiêu kép. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 6 năm 2021 tăng 0,19% so với tháng trước. Trong đó có 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, 2 nhóm có chỉ số giá giảm và 1 nhóm giữ giá ổn định. Nhóm giao thông và nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng có mức tăng cao nhất với lần lượt 1,07% và 0,63%, làm CPI chung tăng lần lượt 0,1 và 0,12 điểm phần trăm. Tính chung 6 tháng, CPI bình quân tăng 1,47% so với bình quân cùng kỳ năm 2020. Lạm phát cơ bản tháng 6 năm 2021 tăng 0,07% so với tháng 5 năm 2021 và tăng 1,14% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chuyên gia dự báo, 6 tháng cuối năm, giá nhiều loại nguyên nhiên vật liệu trên thị trường thế giới sẽ tăng trở lại. Tình hình thiên tai, dịch bệnh trong nước vẫn diễn biến phức tạp. Dịch bệnh tả lợn châu Phi đang được khống chế, khiến cung cầu và giá thịt lợn hạ nhiệt sẽ tác động đến CPI. Và CPI của Việt Nam bình quân năm 2021 so với năm 2020 sẽ tăng ở mức 2,5% cộng trừ 0,3%.